có vài người dân thành Jerusalem nói rằng: đây chẳng phải là người mà người ta tìm giết sao? Xem kìa, ông ta nói một cách công khai mà họ không nói gì ông ta cả. Phải chăng những người có thẩm quyền đã thực sự biết ông ta là Đấng Christ? Nhưng khi Đấng Christ đến thì không ai biết Ngài từ đâu đến. Còn ông này thì chúng ta biết đến từ đâu? Khi đang dạy dỗ trong đền thờ, Đức Chúa Giêsu công bố: các ngươi biết ta và cũng biết ta từ đâu đến. Ta không tự mình đến, nhưng Đấng đã sai ta đến là chân thật mà các ngươi không biết Ngài. Còn ta thì biết Ngài, vì ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai ta. Vậy họ tìm cách bắt Ngài, nhưng không ai ra tay trên Ngài được, vì giờ Ngài chưa đến. Nhưng có nhiều người trong dân chúng tin Ngài và nói rằng: khi Đấng Christ đến, Ngài sẽ làm nhiều dấu lạ hơn người này đã làm không? Người Pharisee nghe những điều dân chúng sầm xì về Đức Chúa Giêsu, nên họ và các thầy tế lễ cả sai các viên chức bảo vệ đền thờ đi bắt Ngài. Vì vậy Đức Chúa Giêsu nói rằng: ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi ta trở về với Đấng đã sai ta. Các ngươi sẽ tìm ta nhưng không gặp. Nơi ta ở, các ngươi không thể đến được. Những người Do Thái nói với nhau: người này định đi đâu mà chúng ta không tìm được? Có phải ông ta định đến với những kiều bào lưu lạc giữa những người Hy Lạp và dạy người Hy Lạp chăng? Ông ta có ý gì khi nói: các ngươi sẽ tìm ta nhưng không gặp, và nơi ta ở, các ngươi không thể đến được? Ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu đứng dậy và công bố rằng: nếu người nào khác hãy đến với ta mà uống, người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói. Ngài nói điều này chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận được, bởi Thánh Linh chưa giáng xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. Khi đoàn dân nghe những lời này, một số người nói: đây thật là một nhà tiên tri. Một số khác nói: đây là Đấng Christ. Nhưng một số khác nữa lại nói: Đấng Christ mà lại đến từ miền Galilee sao? Chẳng phải Kinh Thánh nói rằng Đấng Christ xuất thân từ dòng David và đến từ Bethlehem là làng của David sao? Như thế vì Ngài mà dân chúng chia rẽ nhau. Một số người trong dân chúng muốn bắt Ngài, nhưng không ai ra tay trên Ngài. Vì vậy các viên chức bảo vệ đền thờ trở về với các thầy tế lễ cả và người Pharisee. Những người này hỏi họ: sao các anh không giải ông ta về đây? Những viên chức này trả lời: chưa bao giờ có người nào đã nói như người này. Những người Pharisee nói với họ: các anh cũng bị lừa dối sao? Có ai trong số các quan quyền hay những người Pharisee tin ông ta chăng? Còn đám dân chúng này chẳng biết luật pháp gì cả. Thật đáng bị rủa xả. Nicodem, người trước đây đã đến với Đức Chúa Giêsu, là một người trong nhóm Pharisee nói với họ: luật của chúng ta có kết tội một người mà trước đó chưa nghe lời khai và chưa biết người ấy làm gì không? Họ đáp: ông cũng là người Galilee sao? Ông hãy tra cứu thì sẽ thấy rằng không có một nhà tiên tri nào ra từ miền Galilee cả. Rồi mọi người đều trở về nhà mình.